Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chương trình Tạp chí Đẹp tổ chức cuộc thi Tôi tự tin tôi tỏa sáng với mục đích đem lại cho phái đẹp trên mọi miền đất nước cơ hội lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của mình. Đồng hành cùng chương trình là thương hiệu thẩm mỹ viện Thiên Hà, 176 Trần Duy Hưng, Hair Specialist by Minh Phương, 84 Trần Phúc Toản Hà Nội, thương hiệu thời trang My House Designer. Giải nhất, tổng trị giá giải thưởng 15 triệu đồng. Giải nhì, tổng giá trị giải thưởng 10 triệu đồng. Giải ba, tổng trị giá giải thưởng 6 triệu đồng. Thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất của tuần 3 tháng 9 là số báo danh 003 Vũ Huyền Trang, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 khoa quốc tế Đại học Quốc gia. Trang là người vui vẻ, dễ gần, nhiệt tình, nhiệt huyết, tham gia cuộc thi để giúp tự tin, thể hiện phong cách bản thân và học hỏi các phương pháp làm đẹp. Vũ Huyền Trang cũng là thí sinh thứ 3 được lọt vào vòng 2. Phần quà dành cho người chiến thắng tuần 3 là một phiếu quà tặng dịch vụ tóc trị giá 200.000 đồng tại Hair Specialist by Minh Phương ở 84 Trần Quốc Toản và một phiếu dịch vụ chăm sóc da mặt trị giá 600.000 đồng tại Thẩm mỹ viện Thiên Hà 176 Trần Duy Hưng. Ngoài ra, khi vào vòng 2, các thí sinh sẽ được tham gia buổi chụp hình cùng với các nhiếp ảnh gia tại Louis Vũ, 12A Mai Hắc Đế, Hà Nội. Cách thức tham gia và bình chọn cuộc thi ảnh Tôi tự tin, tôi tỏa sáng. Các thí sinh gửi ảnh dự thi của mình và giới thiệu bản thân gửi vào email tapchidep.asia@gmail.com. Cuộc thi ảnh được bình chọn thông qua với các lượt bình chọn cho các thí sinh dự thi ảnh trên fanpage của chương trình www.facebook.com/tapchidephntv. Hãy nhanh tay gửi những bức ảnh đẹp của bạn đến chương trình Tạp chí Đẹp để sở hữu những phần quà hấp dẫn của chương trình.